Rồi thì trở lại với mọi người, sau khi cái lớp đàn guitar mình, thầy mới realize là tại sao con người mình đối với âm nhạc mình không bị stuck với một điều, và mình vẫn có thể học hai dụng cụ khác nhau. Thầy ngày xưa thầy cũng nghĩ là thầy muôn đời thầy không hát, quý vị, cái câu chuyện có thầy là gì mà khi mà các em hỏi thầy cho tại sao là thầy lại dạy về vocal, dạy thanh nhạc, thầy nói nếu mà thầy không biết hát làm sao là thầy chỉ em cái cách hát. Lúc đó thầy ít bao giờ hát lắm quý vị, có nghĩa là suốt cuộc đời học trống là chỉ dạy trống thôi, chứ đâu có kêu người trống phải hát. Phải là thứ nhất, học đàn guitar thì mình đàn thôi, mình đàn cho người ta hát chứ mình đâu có hát. Rồi học đàn keyboard mình đàn thôi, mình đếm cho người ta, mình đâu có hát. Lúc thầy nghĩ thêm một chiều nữa, thầy mới realize là gì? Nếu mà mình không diễn tả được bài nhạc bằng cái âm thanh mình hát, rồi làm sao mình đánh được? Kể từ đó, trống bắt đầu, thầy nghĩ một chiều thứ ba, bớt đài mang sinh. Người ta nghĩ chỉ hai chiều thôi, cứ đánh đi, để lý thuyết đánh được, rồi tập dượt thêm chút xíu đánh được. Chưa chắc quý vị, cái đó hai chiều. Chiều thứ ba ở đây, nói về cái third dimension và fourth, fifth dimension. Những người cao siêu họ tập trung hay hơn mà. Đa số những người giàu, thống kê những người giàu, tại sao họ giàu? Thầy hiểu được, họ giàu không phải là họ keo kiệt, họ giàu, xin lỗi quý vị, họ vẫn xài tiền như quý vị, nhưng mà họ ăn bận đồ hoặc họ đi tới nhà hàng, mình sẽ chê người ta là người nghèo. Tại người ta bận cái quần đùi vô, người ta bận cáo thun như thầy đi vô ngồi ăn, nhưng mà trong túi á có tiền, cho tiền tiếp rất là nhiều. Thí dụ người ta ăn 20, người ta cho 6 đồng, còn normal á, những người khác ăn 20 bỏ 1 đồng thôi. 5% của người ta cho 30% luôn. Bởi vì những cái người waiter, waitress á, nhìn cái người giàu ta biết liền. Người giàu không ai ăn bận cà ravat xuống không bỏ tiền luôn. Thì học được cái bí mật của người giàu là gì? Mà thầy nói có sẽ mít làm nhiều người. Cái người giàu không phải là người keo kiệt. Có người giàu keo kiệt, nhưng mà đa số những người giàu là gì? Khi người ta đi ăn, người ta không bao giờ lấy cái camera, người ta chụp hình cái món ăn hết. Cái đó là cái trò hề của mấy đứa con nít với mấy đứa nghèo. Ê, tao mới ngồi đây nè, tao ăn mì xào giòn nè, tao mới spend 30 đồng. Người giàu không làm gì. Hỏi tao tại sao vậy? Trời, ăn được có một lần, còn tao muốn ăn lúc nào tao đâu cần chụp hình. Nếu quý vị nghĩ đúng thì quý vị mới hiểu cái người nhà giàu, tâm lý của những người nhà giàu. Người nhà giàu người ta không khoe, tại có gì đâu khoe. Tiền nhà băng tao nói nhiều hơn, tao có khoe, nhưng mà tao có cái khả năng, tao trả được một cái nhà, tao trả được một cái xe. Người nhà giàu không mua xe mới, kỳ thống kỳ, nó nói gì hơi vô lý. Cái người nhà giàu sao không mua xe mới? Tại vì họ nghĩ là mới mua cái xe mới 50.000 ra, mà walk out ra khỏi cái dealer là mình đã mất 5.000 rồi. Đúng, tao chỉ mua xe mà xài rồi 1-2-3 tháng nó trả lại dealer, tao vô lấy cái đó, cái giá trị nó 50.000, nhưng mà nó đang bán đổ bán tháo 40.000, tao lời được 10.000, mà xe đó mới chạy. Cái con vợ của thằng bác sĩ nó vô mua xe, nó thích màu đỏ, nó đổi cho nó màu vàng hoặc là màu trắng, có không? Nó trấy vô cái đó, nó mất mẹ rồi. Tao vô tao thấy cái xe đó, tao không cần mua xe mới. Tại vì biết cái quá khứ, cái car phát đó như vị là cái report car của chiếc xe đó, nó là cái này một đời chủ, mà nó cho biết một đời chủ không lái luôn. Cái speedometer là từ zero, con nhỏ lái cả 2000 mấy mau mà nó mất. Bởi vì người giàu cái đầu óc của họ khác, còn người giàu mà có tâm nó cũng khác nữa. Người giàu không có tâm là được sống chết mặc bay, tụi bay nghèo chuyện tụi bay, còn ta ăn cướp ăn giật được chuyện của tao. Mình không có nói sắp chết gì người giàu đó,
Mình nói những người giàu lương thiện, làm sao mà người ta, mình thấy ở ngoài xã hội mình biết đó là người giàu. Người giàu, quý vị để ý nè, các em nhỏ nhỏ mà các em còn trẻ, phải đúng không? Mỗi lần em ăn cái em chụp hình đi đó, em bỏ lên Facebook, ê tao mới đi ăn nhà hàng Kim Sơn nè, tao mới đi ăn ở tiệm tao nè, ê tao mới đi tiệm ấy nè, rồi cái món ăn chút xíu, bánh kem có chút xíu, nó chặt tao 25 đồng, một dĩa thịt bò bít sắt trong nó chặt tao 60 đồng. Có nghĩa là khoe cái sự giàu sang. Người giàu họ hỏi là những cái người trẻ và những người không biết tiết kiệm, họ lương mới ăn được bao nhiêu lâu? Hình như 2 tuần mới ăn vòng. Đối với người giàu nó, tao muốn tao ăn mỗi ngày cũng được, tao ăn lên cũng được, nhưng mà tao không cần chụp hình. Rồi bây giờ mình nói về người giàu thì nói âm nhạc. Âm nhạc làm sao mình biết cái người có kinh nghiệm, cái người đánh hay và cái người không đánh hay? Quý vị suy nghĩ, cái người đánh hay là tại vì cái người đó gần ban nhạc, hay là cái người đánh hay là do người ta kinh nghiệm? Chưa chắc gần ban nhạc. Trời, ban nhạc mà vô có tập gì ở đâu, vô nhậu không? Đúng không quý vị? Thầy ở trong ban nhạc thầy biết. Cái ngày mà ban nhạc mà rủ thầy tới để tập vợ, cái đầu tiên là gì quý vị? Nhậu. Nhậu đi rồi mới qua bên kia nằm nằm lên lên cơn, rồi bắt đầu 1, 2, 3 bài. 2, 3 bài xong rồi bắt đầu chửi lộn, rồi đập đập bàn, đập ghế, quýnh lộn nhau trong kia, rốt cuộc thầy không vô ban nhạc được. Mà thầy là cái người lập ban nhạc đó, rồi thầy nói em. Trời ơi, lập ban nhạc đi đánh show một kiểu này chắc chết rồi, thôi thầy đi một mình. Thì quý vị ơi, ban nhạc có cái tốt và cái xấu. Ban nhạc kiếm tiền cấp 2 one man band. Nhưng mà one man band mà giỏi á, kiếm tiền cấp 2 ban nhạc, người ta mướn một người á, không ai quánh lộn. Đúng không? Còn ban nhạc mà có one man band mà ghép thêm được người đánh trống hoặc là người đánh guitar thì look like real band luôn, nhưng mà không ai biết hết. Cái giá trị của ban nhạc là gì? Cái người chơi hay và không chơi hay. Cái người chơi hay á là cái anh đó đánh nhiều điệu, anh không giữ một điệu, nhưng mà lỡ mà anh đánh với anh one man band rồi, anh theo cây đờn của one man band, anh không bao giờ mà anh dám phá nhiều điệu ra. Còn thác cái đờn ra đi mà đánh kiểu real band đi, anh đánh rất là hay. Nhưng mà tại vì cái thằng đờn đây nó đã đánh rồi thì anh không đánh, anh vô anh giữ nhịp, anh đi theo phụ ban nhạc thôi. Thay vì anh lấy 5 triệu, 10 triệu, 1 triệu đối với anh đem về cho vợ con 500 ngàn, đem 500 ngàn nậu, nhậu chung với bạn nhạc là ok. Chính vì cái lý do đó, không có ai muốn mà hay gì chi. Cũng đứa nào cũng vô, cũng xách đồ khiêng đồ, nó không còn giá trị nghệ thuật. Nghệ thuật ở đây là mình nói là âm nhạc là giá trị nghệ thuật và nó là một món ăn tinh thần. Thì lúc đó mình mới đem lên sân khấu. Sân khấu của địa phương, sân khấu của thành phố, sân khấu của đài truyền hình. Thì lúc đó mình mới thấy giá trị nghệ thuật. Tại bài dở mình đánh đàng hoàng chứ không phải là mình đoán nữa, tại có bài nhạc trước. Cái người kinh nghiệm là gì? Cái người kinh nghiệm là anh đánh 30-40 năm trường rồi, anh thấy mấy người rookie. Nhưng mà những cái người rookie mà khi người ta giỏi rồi á, mấy anh kinh nghiệm truyền thống đi vào bóng tối. Tại vì ngày xưa tôi không có biết rít nhạc, tôi nghe nhạc nhiều quá, tôi nghe e nhạc tôi đánh à cô ơi. Mà bây giờ mà cô đưa cái bài nhạc đó, nó mệt lắm. Thôi cô cứ làm theo kiểu cô cho tôi mượn cái dĩa, cái thép, tôi đi về. Thầy đã nhân nhiều câu chuyện đó quý vị. Trời cho được cái này mà trời lấy của những cái người đó như vậy. Trời cho được cái người già mà về kinh nghiệm âm nhạc, mà không cho cái đồ re mi fa sol người ta đánh theo kinh nghiệm. Mà trời cho được cái người trẻ như tụi mình đồ re mi fa sol mà không có cái kinh nghiệm mà lên sân khấu. Ông trời không có bất công đâu quý vị. Dông âm, bạc nghĩa thì không bao giờ mà giàu có được, mà đi lên được, dù bất cứ cái ngành. Ông bà mình nói, cha mẹ mình nói, kinh sách Phật nói, thánh kinh đã nói.
chờ cho được cái này lấy cái nó. Mình nợ ai mình phải trả, đừng có ngông cuồng nữa. Rồi bây giờ mình đang nói về âm nhạc, rồi đem qua đi qua cái sách chắc nói. Tình yêu là gì quý vị? Tình yêu là một cái gì giá trị thiêng liêng giữa hai người. Chính vì đó có những người lũ đạn. Ông không thích bà không thích ông, chỉ vì một bức ảnh thầy nó mắc cười lắm. Cái bà đó bà xu bạn bà ở bên YouTube, rồi bắt YouTube giải thích, còn không là xu luôn YouTube. Cái câu chuyện đó là như vậy. Tôi đứng chụp hình chung với 5 người bạn của tôi, mà có một người bạn đó tôi không thích. Tôi không muốn YouTube post cái hình này lên. YouTube mới viết lại lá thư: bà ơi, chúng tôi có thể bảo vệ quyền riêng tư của bà nhé, nhưng mà là tại vì tập thể, khi bà chụp chung với 4 người kia, nếu mà nói về quyền tập thể, họ được quyền post cái hình đó. Hình đó không phải là riêng gì của bà. Các em có hiểu thầy đang nói cái gì không? Cái quyền riêng tư có lúc nó có giới hạn và có lúc nó không giới hạn. Khi em vui thì em chụp hình chung với bạn bè không có sao hết. Khi mà em ma quỷ lên, em nói tôi không muốn người nào post cái hình hoặc là đăng cái hình của tôi, là lúc đó phải em ma quỷ hay không? Thí dụ cái giá trị vợ chồng, quý vị có nhớ cái thằng mà nó kẹt cái cổ mà nó đạp thằng Floyd không? Mà thằng Floyd chết trong vòng 8 phút rưỡi. Nó là thằng tên Kevin Show gì đó, thầy không biết đọc tiếng Anh gì, nhưng mà thầy đọc chữ Kevin là đủ rồi. Khi mà nó bị phạt tù, cái người vợ nó support phải yêu thương nó, nhưng mà biết chuyện gì xảy ra, đòi ly dị nó. Chưa đợi kết án gì đã đòi ly dị nó. Vậy quý vị nghĩ, vậy biết nó là tội phạm đi, nhưng mà quý vị đứng một cái vào trước Chúa, trước Phật, mà khi làm đám cưới, dù bạn ở tù, dù bạn nghèo đói, dù bạn bị tù tội, dù bạn gì, tôi sẽ không bỏ bạn. Mà tại sao cái người đàn bà đó lợi dụng cái cơ hội đó, nó chia gia tài? Ờ thì cho tao cái nhà ở Florida 200 mấy chục ngàn, cho tao tiền trong nhà bán chiến, chuyện gì chưa ngã ngủ á, chưa đi tù, chưa án gì hết. Vậy quý vị nghĩ cái người đàn bà đó ác hay là tại vì thằng chồng nó đang tù tội? Mà rõ ràng khi quý vị lấy một cái vào người đó, dù người đó có bệnh, dù người đó có tù tội, thì cái người vợ hoặc người chồng đi thăm người đó, quý vị đừng nên đánh cái giá trị của con người. Khi mà cái người ta nghèo hoặc người ta không yêu thương quý vị nữa, nó nghĩ đến cái tốt của người đó. Ai cũng có cái lỗi lầm hết, nhưng đừng bao giờ vì một cái cơ hội, vì một cái vụ dịch, quý vị phàn nàn mà nói lỗi của người đó chứ không phải lỗi của em, lỗi của anh chứ không phải của em. Nhưng mà nhìn kỹ quý vị đã làm gì, Chúa Phật biết hết. Quý vị nghĩ trong quá khứ quý vị làm gì, nếu bao giờ quý vị mình về nhà đúng giờ hay không, hay quý vị để vợ quý vị chờ cơm, nó chờ nó héo nó mòn luôn, nó cho con bú xong thằng chồng chưa về. Mà khi mà thằng chồng nó bước vô cửa nhà đó thì nó sặc sờ mùi rượu, rồi trên áo sơ mi của nó có mấy cái vết môi son. Con vợ đó, nó hận thằng chồng, nhưng mà nhìn con thơ dám bỏ hay không? Tại vì cái vào của Chúa, của Phật nói gì? Không được bỏ người đó. Nếu các em là thầy, các em sẽ làm gì? Chẳng lẽ mình chịu nghiệp suốt đời? Không, thầy xử cách khác. Cái đầu tiên là thầy răn đe, cái thứ hai là thầy nói ngọt, cái thứ ba là thầy hòa giải được không được thầy cho đi. Chứ không bao giờ mà làm như một cái người mất trí. Tôi không biết anh là ai, anh không biết tôi là ai, tôi không nhớ là
dù anh không có tiền tôi cũng theo anh, buôn crack xạo. Trời ơi, không có anh em, em thương anh đứt ruột cái con khỉ. Bây giờ đứt tay còn chưa nữa, chưa có dám làm gì được cho người ta mà mở miệng ra nói đứt ruột, xạo láo. Ở những lúc mà người ta giàu thì lúc đó gọi là đứt ruột. Bây giờ người ta nghèo có đứt ruột hay không? Quý vị, đừng nên làm gì dâm ân bội nghĩa, không bao giờ thoát cái kiếp đó. Mà rõ ràng trong kinh Phật nói là gì? Kiếp sau làm trâu bò, ngạ quỷ súc sanh đâu phải cõi người đâu. Các em nhắm mà cứ việc làm, tại vì con người mình đâu có sợ điếc, sợ súng. Quý vị, người câm người điếc, tại sao trời cho câm điếc? Tại người ta chửi mình không biết người ta chửi, ta chỉ nhét miệng thôi. Thì bây giờ người ta thường khuyên vợ chồng mà gây lộn với nhau là gì? Đếm, nhịn không phải là nhục. Nhiều lúc vợ mình nói mày là thằng tồi, mày là thằng hèn, mày không đem tiền gì cho tao, cũng đừng buồn. Mà tại vì lúc đó mình nghèo thiệt. Mình nghèo vì cái dịch, mình nghèo. Các anh chị em mà làm gì nghề nhạc biết không? Đúng không? Mà ở show nào mà cuối tuần mình cũng có show hết á. Trời ơi, qua cái mùa dịch mà chính phủ đóng cửa từ bên Việt Nam, từ bên Mỹ y chang gì, thằng nào có tiền. Bây giờ quý vị thấy mà bán ồ ạt ở trên internet mà tao cần bán bộ trắng, tao cần bán cái đờn. Thấy rõ ràng phải trường hợp y chang như thầy. Rồi vợ con mình nó chuẩn bị nó bỏ mình nó đi. Cái đó đúng hay là sai? Đừng binh thầy, đừng binh những cái người mà làm gì nghệ thuật. Phải tụi mình đang bị vợ con mình bỏ hay không? Lỗi của mình hay là lỗi của chính phủ không lo cho vấn đề đại dịch, hay là lỗi của thằng Trung Quốc? Đúng, lỗi của thằng Trung Quốc. Hay là lỗi của trời Phật? Trời Phật nó làm gì đâu, thằng Trung Quốc nó làm. Nhưng mà vợ mình nó bỏ mình, nó vẫn bỏ. Tại vì mình nghèo rồi. Trời ơi, đất làm chim đậu mà. Trời ơi, mình mà có tiền cho nó một tháng, mình coi cho nó 5 triệu, 10 triệu. Trời ơi, nó nói ngọt, ngọt còn hơn con cây dê, đúng không quý vị? Trời ơi, anh đừng có đi. Anh muốn uống gì, anh muốn bia 33 Sài Gòn, em ở nhà, em mua bia 33 nhậu với anh. Chỉ có điều là em không có sexy thôi. Hỏi sexy là gì? Em không có cởi áo, cởi ngực, như kiểu mà mấy con ca kê ôm cho anh ôm thôi. Nhưng mà em sẽ mở máy lạnh. Em mua bộ đồ đấy, em bằng ngồi cái, trời ơi bà ơi, tôi ngồi, bà không có phiêu. Tôi ngồi thấy mấy con cà dê nó ngà ngà, bà là vợ tôi. Rồi có ông